này và trong giờ phân tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, ơn cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ phân tử. Amen. Toàn hội thánh trong đức mến
cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giuse giao phần phan thiết chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Maria Phêrô, Maria Rosa, Catarina Phêrô, Marta, Anton, Maria, ông bà tổ tiên và các đấng linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dân linh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta gian. Lòng con kính ngưỡng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con đường mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Chúng con lại
Chúa, Chúa. Cho tất cả những ai đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác, biến hết lòng tin tưởng chạy đến mẹ thân cầu cùng mẹ. Lại đức mẹ là bao, giữa thế giới hôm nay đang càng ngày có xu hướng cực quan, sống hưởng thụ và bị kỳ, lo âu sợ hãi vì bạo lực, thân thù, chiến tranh. Chúng con thành tâm chạy đến cùng mẹ, xin mẹ dạy chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa, lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, yêu thương và phục vụ theo tinh thần tin mừng, tôn trọng hạng sống và phẩm giá con người, cùng nhau xây dựng trời mới đất mới. Lạy Thiên Chúa ba ngôi chi ai, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, luôn luôn dâng theo thánh lý Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời, sống thân sạch, khiêm tôn, vị tha, chân thân phục vụ, suốt cuộc đời hết lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân, để được cùng mẹ hưởng hạnh phúc bình hằng trong Chúa. Amen. Bỏ chót nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Ơi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thân xác hồn con đến thiên dân, quyết chi thánh hóa nhờ mẹ với mẹ, vương chi chiến đấu vì mẹ chồng mẹ, nửa mẹ thâm trì chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Cầu cho chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, cha ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chị có ơi, dìu em xuống. Lên là mình là đủ rồi đó. Thấy rồi, còn đi trễ hơn em nữa. Ngồi ăn quá lịch sự luôn.